Hello, chào các bác, chào các bác đến kênh Review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay tôi gặp các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Mido và chiếc này sẽ nằm trong bộ sưu tập Mido Sweet Edition, một bộ sưu tập cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu Mido các bác nhé. À, đây là một con đồng hồ thiết kế mỏng, nhỏ, gọn, dễ đeo. Thì nếu anh em đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thụy sĩ mà thiết kế sai mặt chỉ 39 mm và độ mỏng nó chỉ lanh quanh khoảng 78 mm thì chiếc này ngày hôm nay sẽ rất là hoàn hảo cho anh em sử máy ETA 2892 một máy cực kỳ chất lượng của dòng máy ETA và dòng máy top grade đấy các bác nhá cho nên là về sai số cũng như là một hoạt động mượt mà của bộ máy thì anh em không phải lăn tăn một chiếc hàng new phun box để được hộp sổ thẻ các phụ kiện để kèm cho anh em và bên em đang phục vụ sẵn hàng với mức giá chỉ là 14 triệu 500 một mức giá phải nói là cực kỳ dễ chịu rồi trước khi đến cơm trước 100 video ngày hôm nay sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi nhớ đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ có thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa. Chúng ta kỹ hơn với chiếc Midol Sweet Edition trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Midol Switch Edition hôm nay được bác làm một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm đây, anh em. Với cái phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt số được làm dạng vân nhám và dưới góc 6 giờ này chúng ta sẽ có biểu tượng bản đồ của nước thụy sĩ. À, kim cọc được thiết kế đơn giản với kim đầu uh, đồ phim chúng ta có một số dạng vạch mảnh gọn ở đây có cái điểm nhấn là, là chúng ta sẽ có kim dây được mã PD màu xanh deep blue rất đẹp và bắt mắt như thế này thân vỏ dây làm hoàn toàn chất lượng thép không kỳ 36 l thiết kế một cái, cái phần đồng hồ nó rất mỏng với thiết kế theo lại cần làm theo cực cơ vét này nữa khiến đồng hồ chúng ta càng mỏng hơn ở trên cổ tay à, kích, kích à, thước 39mm thì đeo cực kỳ dễ với anh em Việt Nam chúng ta rồi Bộ dây đi kèm chúng ta dây thép không gỉ và nếu anh em thích đeo dây ra thì với phần càng thiết kế này chúng ta có thể mua một bộ dây và khóa bên ngoài anh em thay vào đeo rất là dễ à, khóa là một chiếc khóa bấm hai bên và chúng ta sẽ có tên của dòng phẩm Bido sally đây đáy sau đương nhiên với chiếc này chúng ta thiết kế đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy trong Chiếc này khi mà cầm trên tay thì về trọng lượng của em này ở mức rất là vừa phải thôi anh em nhé Với một chiếc đồng hồ dây thép thì với con trọng lượng này thì em đánh giá nó còn thuộc dạng đồng hồ nó hơi nhẹ một chút nữa cơ Đeo rất là thoải mái ở trên cổ tay size mặt 39 thì chung với cổ tay của anh em chỉ cần khoảng 15.5 là anh em thể đeo rất đẹp chiếc này rồi Ở cái mức giá 14 triệu 500 như này thì đây là một con đồng hồ thị sĩ anh em rất rất nên cân nhắc Đặc biệt là anh em yêu thích phong cách đồng hồ watch với chiếc đồng hồ watch thì với cái kích thước khoảng 39 đến 40 mm là thiết kế rất đẹp của watch rồi còn nửa mà tay mà khoảng tầm 42 trở lên thì nó thuộc dạng là cho so, anh em đồng hồ đeo kiểu đồng hồ anh em nó có cái thể hình nó to con lực lưỡng một chút chứ còn với anh em bình thường thì chúng ta đeo chiếc rất quách xài mặt lên quanh 3940 là lý tưởng nhất rồi nhé cái này chúng ta có mã sản phẩm của em nó là m027.407.21.010.00 Đây chúng ta có thông tin các bản thân vỏ làm chắc không gỉ mã PVD với xuống nước 33 tương đương 3m máy auto tích và kính sapphire được phủ trong lá một có sườn rất là hay về phần mặt kính với một chiếc đồ kính sapphire phủ chống lóa thì anh em thấy mặt kính rất là trong trẻo và chúng ta nghiêng góc sáng để xem giờ thì cực kỳ là dễ hơn nữa đây là cái mặt số đẹp cho nên là với kính sapphire phủ chống lóa thì anh em có thể ngắm ghế được trọn vẹn và đẹp của mặt số bên trong ở đây thì em sẽ dùng kỹ hơn anh em nhìn một chút về cái mặt số của em này mặt số được làm dạng vân uh, nhám này rất là bắt mắt đẹp và sang các bác nhé mặt số màu trắng ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có bản đồ của nước thụy sĩ này và dòng chữ Swiss Action uh, tên dòng phẩm ở đây với góc 6 giờ chúng ta vẫn có dòng chữ Swiss made thuộc của thương hiệu thụy sĩ ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Mido và một máy cơ automatic là máy cơ tự động lên cốt và với góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngay à, cọc số chúng ta sẽ cọc số dạng vạch được thiết kế đơn giản nhỏ gọn mạch góc 12 giờ là có vạch đôi cọc số lại có vạch đôi bình thường bộ kim thị chúng ta sẽ ba kim kim giờ kim phút mạ PD vàng hồng và chúng ta sẽ có được là kim dauphin kim dây thanh mảnh cho một mà với tổng số động là 28 và 800 của máy và kim dây chúng ta sẽ được mã mà PD màu xanh deep blue kim rất đẹp các bạn nhé anh em thấy kim dây trôi rất là mịn mượt và màu sắc rất là đẹp À, về cái niềng benzo bên ngoài này chúng ta sẽ có niềng benzo bên trên cao nhất sẽ được làm à, đánh bóng và được mạ pd màu vàng hồng còn bên dưới chúng ta sẽ được làm với phần màu thép bạc và tất cả các thần vỏ chiếc này đều được đánh bóng hết các bạn nhé đúng chỉnh cũng sẽ được mạ pd màu vàng hồng và có logo của Mido ở đây dây chúng ta sẽ dây thép không bị đúc đặc và cái phần dây này chúng ta sẽ có bảy mắt bằng nhau hết các bạn nhé đánh bóng toàn bộ dây rất là đẹp mỏng để phù hợp với thiết kế phần mặt số À, khóa bấm hai bên và chúng ta sẽ có logo của Mido Baron Sally, tên sản phẩm ở phần đáy khóa này quả rất là ổn ha? đóng mở dễ dàng đẹp ngoại hình một con hồ ngoại hình rất là bắt mắt xa và cấp và cái mức giá 14 triệu hơn 14 triệu 500 thì đây là một con hồ rất anh em rất rất nên cân nhắc để đeo nhé Ok thì với thiết kế phần à, kích thước ở chiếc này chúng ta sẽ có xem mặt của em này chiếc này nó khoảng tầm 39mm đấy các bác nhé. Độ dài mặt số của em này chúng ta sẽ có được là con này chỉ khoảng 7 mm độ dài một số thôi và lắp tu lắc, tù lắc của chiếc này. càng chiếc này nó lanh quanh khoảng 45 từ 45 45mm 44,5 thì với thông số kích thước này thì tay anh em thì cần trong khoảng tầm 15.5 trở lên chúng ta có thể đeo đẹp trước này ví dụ tay của em là 15.8 này khi mà em đeo trước là trên cổ tay thì phải nói cực kỳ vừa vặn đẹp luôn Màu sắc sáng bắt mắt à, và chúng ta sẽ có thiết kế rất đẹp đeo cực kỳ hôm tay mỏng rất mỏng luôn các bác nhé 70 mm độ mỏng với đồng hồ cơ thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời rồi đeo trên tay rất là gọn nhẹ và anh em thích đeo đồng hồ cơ watch nhỏ gọn mỏng mảnh mong manh mỏng mảnh thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn với chiếc đồng này sẽ cực kỳ hoàn hảo đây là một con đồng hồ có thể nói là gần như là trong con đồng hồ rất rất phải cân nhắc ở tầm một quốc giá 14 triệu 500 cái sau chỗ này chúng ta thiết kế đáy của máy để giúp anh em quan sát chuyển động máy trong thì trên con văn chúng ta sẽ có logo Mido của máy trang bị là máy ETA 2892 và 29 21 chân kính từ số động 28 và có nó khoảng tầm 40 tiếng đây chúng ta sẽ có các thông có con office cũng được làm màu xanh này và thiết kế máy ETA hoàn thiện thiết kế rất đẹp bên ngoài chúng ta có logo của Mido tân vỏ làm thép không kỷ kính xa bước trong nước em này là 33 tương đương 3m hoặc là 100 feet mã dòng sản phẩm nó ở bên này máy đẹp của anh em nào. Đấy, không chỉ đẹp mặt trước và mặt sau nó cũng rất là đẹp nữa à, chiếc um, ETA 2892 này nó sẽ đầy đủ chức năng lên có tự động lên có bằng tay dừng kim dây chỉnh giờ thì anh em sẽ mở ra hai nấc kim dây dừng lại trước anh em chỉnh giờ chỉnh sát từng dây đồng hồ nó có lịch ngày anh em vặn góc 12 giờ nó nhảy lịch để đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới anh em nhé ví dụ đây là 5 giờ sáng này đóng đúng lại kim dây chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra nấc vặn ngực vặn còn này với máy 2892 thì nó sẽ là bạn xuôi, còn máy ETA khác thì nó sẽ là bạn ngược các bác nhá. À, sau khi chỉnh giờ lịch ngày xong em đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh và đúng nước vào. Mức xung nước cho hồ này là 30 m, đây là mức chống nước cơ bản của đường hồ cơ thôi. Có được thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý với anh em không mang chúng ta đi bơi, tắm tắm lại một tắm xong hơi anh em nhé Với mức giá bán tương đối dễ chịu là 14 triệu 500 Nên anh em thích chiếc này có thể hàng với bên em thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Thì anh em gọi điện thông tin à, sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.